Rồi ok anh em ơi, thì hôm nay mình có về được mấy con bơm anh em. Thì con này hai ngựa nha anh em, hai ngựa không 90 90, còn con này là con ba ngựa là 114 nha anh em, hút sả 114. Con này cũng vậy, ba ngựa hồng 114 nha. Thì giá em có để nè đó, giá này là em không bao gồm phí ship nha anh em. Thì mấy con này á, mình khuyên anh em luôn, nếu mà anh em có mua thì anh em chịu cực chạy ra trần xe lấy, tại vì nắp hộp cả ba của nó bằng nhựa nè đó. Ship cái kia là có thể là nó sẽ bị vỡ nắp hộp anh em. Nói chung là ship thì cũng vẫn được, nhưng mà dạng như hên xui á, nó sẽ bị vỡ nắp hộp nha. Mấy cái này anh em có mua thì anh em nên nên chịu cực chạy ra trình xe lấy ha. Giá này thì rất là ok cho anh em luôn rồi nè. Con này nè, giá đó em để đó nha. Thì hôm nay máy về được ba con bốn con rồi anh em, nhưng mà mình chưa có dọn kịp, mình chưa có làm kịp đó. Con này còn ok lắm anh em, găng cỏ còn nè anh em thấy không, bên đây găng cỏ nó của nó rất rất là còn ok nha, con nào cũng vậy nha anh em. Cánh nó cánh bằng thau nha anh em, cánh nó bằng thau nha đó. Anh thấy không. Rồi anh em nào có cần hàng thì liên hệ em nha. Thì mấy cái hàng này thì nói chung lâu lâu anh mới được một hai con thôi anh em, chứ không có thời gian nha. Tại vì mấy cái hàng này á, nhiều khi khách đổi bù rồi anh em đó, khách đổi dòng bơm nén á, thì mình thu mấy con này về đó, mình cáp kèo mình đổi bơm nén, mình thu mấy con họng lớn lưu lượng này về ha. Rồi anh em có cần thì liên hệ em nha. Con đó con là hai ngựa đầu nén anh em, con đó 1,850 triệu là em bao ship ra tới Quảng Nam đó anh em. Con đó em sơn mai đi rồi, mai em gửi ở Quảng Nam. Con đó là 1,850 triệu, hai ngựa đầu nén nha, nén cao áp anh em đó. Anh em nào có cần đầu nén ngoài Bắc đó, thì khoảng 1,850 triệu là em bao ship ra tới ngoài Bắc nha. Còn khu vực miền Tây thì 1,750 triệu là em bao ship khu vực miền Tây đó. Thì ba con này nè, 114 114 này là 90, nước sơn đẹp anh em pha sơn ra sơn rất là đẹp ha. Rồi anh em mà có cần hàng thì anh em liên hệ em nha. Thì hàng này bây giờ đó, nói chung là không có cần thử anh em. Anh em nào có cần thử qua quy bên Zalo em test thử cho mấy anh em xem luôn. Chứ mấy con này thì anh em cũng biết rồi, chơi dòng này thì cũng biết là bao im mà anh em. Có cần thử, anh em nào cần thử test thử thì qua bên Zalo em test thử cho mấy anh em xem ha. Ok anh em, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì anh em lưu ý ha, quyết định mua mua máy thì cũng phải cọc em tí nha anh em mới gửi máy đi được nha. Nói chung mấy cái máy này nó nặng lắm anh em, ba ngựa nè, công suất của nó nè, anh em thấy không, công suất nó nè. Con này anh em chịu khó lật cái màn hình lại nha, tại vì nó nằm ngược, đang nằm ngược đó, công suất của nó đó. Anh em nào có cần thì liên hệ em.